Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách 24 giờ các bạn. Đó là ở ngoài trời. Với lại hiện tại là thời tiết nó đang có tuyết các bạn. Thì đây là có cái nhiệt độ của mình đây. Hiện tại là mình mới đem ra ngoài các bạn, cho nên nó là đang 20 độ. Nhưng mà nó sẽ khoảng chừng âm 5-6 độ hiện tại ha. Thì mình sẽ để đây cho các bạn coi. Và sẽ đây là mình có nước các bạn. Nước để coi chừng nào nó đông đá. À, hai chai nước, hai chai bia. Đây, một chai Monster. Ok các bạn. Và bây giờ mình sẽ lòng vòng ở ngoài thử coi chịu đựng cỡ bao lâu với cái nhiệt độ là âm 18-20 độ C các bạn. Hiện tại thì nó đang rơi tuyết nè, và con chó của mình thì nó cũng chịu đựng được lạnh khá nắng à, khá tốt các bạn. Rồi thì mình sẽ lòng vòng ở đây thử coi khoảng được bao nhiêu phút. Hiện tại thì các bạn đón mình được bao nhiêu phút rồi, và tiêu đề của mình đề tới là 24 tiếng nổi hay không. Nè, đeo bao tay vô các bạn. Nếu mà mình mặc cái quần mà cho tuyết nữa đó thì chắc nó ổn hơn. Còn hiện tại thì mình không biết là bao nhiêu, không biết là mình trụ được bao nhiêu, thì mình sẽ cố trụ cho các bạn coi thử cái độ lạnh của Minnesota như thế nào. Bây giờ mình sẽ chơi với con chó của mình. Ok. Con này là chó chăn cừu ha. Khoái ngoài tuyết lắm. Mấy nay nó bị nhốt nhiều rồi. Rồi, dẫn đi. Chạy đi. Ok. Ok các bạn. Đây bây giờ thử bây giờ làm sao đây? Lấy ghế ngồi. Lấy ghế ngồi các bạn. Thời tiết bây giờ là đốt lửa. Ok. Ghế các bạn. Tại tuyết quá lạ hết. Rồi. Vậy ngồi sao được? Quá trời tuyết rồi. Giờ lấy cái xẻng mình đắp snowman được không? Cho nó qua ngày qua giờ chứ. Là muốn uống bia. Còn muốn uống bia hay uống nước ngọt? Hay mày tiếp tiếp ra. Chừng nào đây là nó mới đông đá các bạn. Để coi thử nha. Với cái nhiệt độ như thế này. Ê. Bạn thấy là nguyên một vùng trời băng giá lạnh lẽo. Đây là phía sau nhà của mình các bạn. Ra chút xíu rồi thấy tê tái rồi. Những người lính Nga, những người lính Ukraine ở ngoài phía ngoài sao chịu nổi các bạn. Thì ở trong đây là dưới cái tầng của cái deck của mình á. Đó, giờ không có làm gì được hết bằng để vậy thôi. Ra nãy giờ coi được có 3 phút mà thấy muốn đuối rồi. Đây lấy cái xẻng các bạn. Lấy cái xẻng để mình xúc tuyết rồi mình làm snowman coi. Vài bữa nữa tìm một người bạn nào muốn thử thách coi ai lâu hơn ở ngoài lâu hơn. Chúng tiễn các bạn, chúng thưởng các bạn. Thì bạn thấy là mình mặc cái quần jean các bạn, bây giờ hai cái đầu gói mà nó mới có 3 phút mà mình thấy lạnh nè. Nhiệt độ bây giờ nó đang xuống dần các bạn. Cái đồ của mình nó đang xuống dần, hiện tại nó là khoảng là âm 7 độ á. Nhưng mà bây giờ nó qua cái sổ số 20 bắt đầu nó xuống số 10 à. Và nó sẽ xuống qua khỏi số 0 các bạn. Để bia để bọt gì chứ uống gì nổi, lạnh quá. Bây giờ làm việc chút xíu. Ví dụ sẵn đây rồi xúc tuyết. Xúc tuyết ở đây cho nó sạch ra nè các bạn. Rồi thử thách mà, kệ đi làm gì làm. Lạnh rồi kìa, chịu hết nổi phải không? Chó này cũng chịu không nổi lạnh chứ mà giỡn đâu, âm quá. Vô. Rồi.
Hiện tại là chỗ này là tuyết rất là nhiều các bạn. Đây là cái chỗ mà đốt lửa của mình nè. Giờ đắp lên thử làm snowman thử coi. Dân xứ của ta là nó là vậy thôi. Rồi đắp nè. Nói chứ đắp snowman nó cũng cực lắm các bạn ơi. Nó không có sướng đâu. Cái này phải 2-3 người đắp mới nổi. Làm tới đâu hay tới đó à. Bây giờ cái lỗ mũi của mình bắt đầu chảy nước mũi rồi. Và bắt đầu nó đóng đá các bạn. Lỗ mũi á, chảy nước mũi bắt đầu đóng đá. Cảm thấy hai cái đầu gối nó lạnh. Hai cái mấy cái đầu ngón tay bắt đầu nó lạnh. Nón trên này có nón ok. Ổn, che hai lỗ tai. Chứ không thôi chút nữa vô lỗ tai nó mất các bạn. Rồi bây giờ mình nói uống thì uống không nổi ha. Uống không nổi các bạn. Để coi như nó có đông đá. Mình trụ nổi nó đông đá hay không á mới được ghê. Bên đây thì bạn thấy là dàn cây của mình. Hai cây táo các bạn. Trái nó mọc quá trời luôn á. Nhưng mà bạn thấy là bây giờ nó ngủ rồi. Nó ngủ đông ha. Thì qua mùa vô mùa xuân á bắt đầu nó mọc lại các bạn. Qua mùa xuân nó sẽ mọc lại đẹp hơn. Đó, là đây là phía sau nhà của mình hàng xóm. Nhà này của Ấn Độ bán rồi các bạn. Ha. Nó để bảng xô rồi, bán rồi. Không biết là bán bao nhiêu và không biết là người nào, người Việt Nam, người Mỹ, người nào mua. Đó, phía sau nhà này thì bạn thấy là miếng đất của mình nó nhìn ra xa ở phía ngoài các bạn. Miếng đất này mình mua đó là nó mắc tiền hơn những miếng đất xung quanh hai bên. Ở ngoài mình để cái máy nó tiếc nó không có thẳng được. Nên cố gắng mình để cho nó ngay thẳng chút xíu. Đó. Cái đồ đo nhiệt độ của mình. Bây giờ nó đang xuống độ các bạn. Rồi giờ các bạn muốn uống cái gì? Về Việt Nam thôi, chai bia hay là kèn thử coi. Bạn thấy đó, đi về Việt Nam á, người ta gõ vậy nè. Người ta gõ vậy cái khu gã đông đá các bạn. Không biết phải không? Nghe chưa, giờ uống không nổi đâu. Uống nước cũng nổi luôn các bạn ơi. Lại lạnh lắm. Nha. Hai đầu gối mình đã chịu hết nổi rồi đó, bắt đầu lạnh nè. Đi tới đi lui nó đỡ. Chứ mà ngồi chút xíu rồi chịu không nổi. Hỏi bạn giờ này mà hôm lát nào ở ngoài chịu nổi các bạn. Nha. Họ có cái shelter, họ có cái chỗ, cái nơi của họ để họ ở các bạn, để mà trú cái mùa đông này. Mình đi ra đây giữa để coi. Rồi, không hay đó. Đây là cái chuồng chó của mình. Cái chuồng này để mà xung quanh nhà mình không có dây, không có cái hàng rào. Nhưng mà nó là hàng rào điện các bạn, con chó nó không có dám ra. Tại vì hàng xóm còn nhiều quá. Bây giờ nó lạnh quá nó chạy vô trong nhà thôi, bây giờ thử cho nó ra coi. Và nó có còn ra. Đó, tại vì cái nó chịu lạnh được nhưng mà cái độ lạnh này quá lạnh các bạn. Nó khó chịu không nổi. Mình ra ngoài không? Ra nữa ha, nó xuống trời. Bóng quá. Mỏi lắm. Ừ, đẩy đi. Chừng nào chịu không nổi nó chạy vô ok. Khoái rồi. Chạy cà tưng. Mày quá đi. Thường là ra đây quăng banh cho nó chạy, nó lụm banh các bạn. Nhưng mà cái banh nó bị chìm ở dưới tuyết rồi, không có thấy. Cho nên không có làm được cho nó. Để nãy giờ mình trụ cũng được 90 phút rồi chứ không giỡn chơi. Đây. Cái banh thường nó ngoài đây nè, giờ tuyết nó. Tuyết quá trời tuyết các bạn.
Đây là phía sau của những căn nhà đó. Mà nói nó cái đét là nó vậy các bạn. Đây cái đét của mình nè, nó ra xa xíu nữa đó, cái đét này của mình nè đó. À, đóng mà kêu nó tới như là gần 40.000 đó. Giờ cái gì nó cũng mắc hết các bạn. Đó, cái đét cái nhà trước á mình không có đóng đét, bán nhà nó khó, còn cái đét này giờ mình đóng mình vừa được xài, mốt mình bán cái giá nó cũng dữ vậy các bạn. Giờ mùa đông mình cũng cho ông Tiết và Tiết ngồi ở chứ mình làm gì được. Bắt đầu cái miệng bắt đầu nó ngọng rồi các bạn, nó đóng băng rồi, nó cứng miệng lại rồi. À, những cái người mà chịu ở phía ngoài đây, những người Eskimo người ta hay quá các bạn ơi. Người ta quá hay luôn, mình không chịu nổi đâu, mình chỉ có sống tạm thôi. Người Mỹ thì họ chịu lâu hơn à. Còn người mình thì chịu không nổi. Coi chừng nào nó đóng đá. Chưa thấy các bạn, chưa thấy. Cái bia nó đã đóng đá rồi các bạn. Đây. Bạn thấy nó đã đóng đá rồi thấy không? Đó, cây bia thì nó bị đóng đá trước hơn. Còn nước thì chưa. Rồi, đây cái Monster. Để vô đây đi. Hiện tại nhiệt độ là nó đang chuẩn bị tới số 0 nè. Đó. 0 độ F nha các bạn. Ở đây là 0 độ F nè, chứ chữ F nè. Rồi nó sẽ xuống chỉ chừng qua khỏi số 0 mấy nhất nữa. Mùa đông ở Minnesota, những cái chỗ đông đá như thế này thì mọi thứ đều ở bên ngoài là ngưng hết. Chỉ có chơi những người cái gì vậy? Hả? Sao? Rồi. Đau rồi, thôi đi vô. Nó bị đau rồi. Lạnh giờ rồi. Lạnh giò là tại vì hiện tại đang lạnh lắm các bạn. Có mình khùng điên mình ra chứ ai ra. À, giờ này đó là ở trong nhà đắp mền ngủ là sướng nhất. Nói chung là cũng còn đang tạm ổn các bạn. À, đầu gối là hơi bắt đầu lạnh, miệng bắt đầu cứng, lỗ mũi đông đá nha, lỗ mũi đông đá. Uống nước giờ uống nước ấm chứ kêu uống nước lạnh chết cha thôi, uống nước lạnh uống không nổi các bạn ơi. Ông thấy là một cái chân trời trắng xóa như thế này, thấy không? Bạn nhìn sâu ra phía ngoài. À, cơ sở hạ tầng ở đây thì nó làm cho cái này tử băng lạnh cho nó ok, nó trụ được. Bạn thấy là phía ngoài là toàn là bằng mũ ha, hoặc cái cây á, bạn thấy cái cây ở dưới cái sàn ngó lên đó là những cái cây nó đã có quá chất rồi các bạn, nó chịu được nước. Và cái màu xanh của mình đây, bạn thấy cái nhà của mình màu xanh không, thì nó là mũ các bạn, nó là bằng mũ cho nên cũng ok. Nó là lifetime warranty các bạn, là bảo hành nguyên cuộc đời nhà đó bằng mũ hết. Nói chung là ở Mỹ là phía này là nhà bằng mũ hết các bạn, mà nó chịu được nóng, chịu được lạnh, chịu được tuyết, cho nên nó là bảo hành suốt đời ha. Giờ không có cây nào còn sống hết á, chỉ có cái cây thông thôi chứ còn không có cây nào sống được. Nó tiếng nó lời rai qua tới ngày mai, tối ngày mai bắt đầu nó rơi nặng, nó lên tới 10 inch rồi. Nó là Noel luôn, xong hàng luôn, răng bắt đầu ế luôn các bạn, chịu không nổi đó. Ok, để coi cái nhiệt độ nó bao nhiêu. Đang là 7 độ dương nha, 5 6 độ, 7 độ dương ở đó. Nó phải xuống nữa, nó đang xuống từ từ.
chứ tính làm snowman rồi là không có nổi các bạn. Làm đó nó cực lắm, phải có 2-3 người phụ giúp đồ này kia, chứ còn không không được. Cái chân của mình á là cái đùi với là cái đầu gối nó lạnh, nó tê tái, cơ thể ok. Cái này á, cái mặt á là phải cần cái đồ câu vào như thế này nữa nè, chứ còn không á chịu cũng không nổi chút vô trái mặt hết. À, cái tay thì có bao tay ok, à, lỗ tai tạm ổn, cái mỏ cái miệng hơi cứng. Cái này mình rủ nhiều đứa vô chơi, chúng thử ngay chắc được á, mà giới trẻ chứ mấy đứa nhỏ hiện tại thì nó đi học hết rồi, cho nên nó vắng. Khi mà nó thật sự ra mấy đứa nhỏ giờ hiện tại mà nếu mà ra chơi cũng là nguy hiểm, nó không trường học không cho ra đâu, rồi về nhà nó cũng không có ra đâu, ra đây nguy hiểm lắm các bạn, lạnh lẽo đồ này kia. Dưới cái độ này là cái độ chích người chứ không phải là độ độ thường. Bạn thấy những cái khu nhà ở đây là nhà 3 tầng các bạn. Cái tầng của mình đi vô nãy giờ do con chó mình đi vô, tầng đó là cái tầng cuối, cái tầng hầm ở dưới đất. Ở dưới ở xíu mình đang đứng á là nó thấp hơn ở phía ngoài đường. Bạn thấy trước đường không? Nó đi lên không? Đó. Thì ở ngoài đường bước vô á là cái tầng chính. Mà từ ở dưới đây mình bước vô á là tầng 2. Tại vì miếng đất nó chủ nha nè. Rồi mình lên một tầng nữa là tầng 3. Thì tất cả cái khu ở đây đều là nó kêu là two story, là 3 tầng. Là nó tính luôn tầng hầm của mình. Như nhà này ở dưới cái đó, thấy không? Bạn thấy nó bước ra là tầng thấp nhất. Thì trước mặt nó, trước mặt tiền thì nó bằng nhà mình. Đó, thì nó lên cái đét đó là tầng chính đó. Rồi nó lên cái phòng ngủ là tầng trên nữa. Bạn thấy cái nhà nó thấp thấp vậy thôi các bạn, nhưng mà nó là 3 tầng nha. Đó. Tầng ngủ thì từ ở dưới cái sàn lên là 8 feet. Phòng khách là lên là 9 feet. Rồi ở dưới tầng dưới là từ ở dưới đất lên là 9 feet. Đó, bạn cứ tính đi. 9 feet là loại cao cao các bạn. Có nhiều nhà đó mà nó xịn hơn nó là tới 10 feet, 12 feet. Hồi xưa nhà cũ của mình đó là nó cao lắm, nó cao không biết nhiều feet nữa, chắc mười mấy feet á. Còn cái nhà này thì nó cái nhà mà cũ nữa đó là nó là 8 feet thôi. 8 feet nó nhìn vô nó chật chội lắm. Ai. Nước đồ này kia là tắt hết. Một vùng trắng xóa ha. Để coi thử coi bia là nó đông rồi các bạn, nhưng mà còn nước thì nó không đông. Nước còn ok, bia đông rồi. Hiện tại là nó đang xuống độ các bạn, nó đang xuống, nó còn sắp là nó tới 0 độ, thấy không? Đó. Hiện tại là mình đang ở ngoài quá lạnh, cái cục pin của cái máy quay của mình bắt đầu nó hạ xuống, nó hạ xuống rồi, không biết còn thấy gì nữa không, trời hết pin luôn hả, không biết còn nói được không nữa đây các bạn. Nãy giờ nói không có nghe không nữa. Ok, không thấy đường luôn á, tại vì ngoài đây nó chói quá. Nói chung là mình còn chịu đựng được các bạn, nhưng mà thôi mình xin tạm dừng video đây. Mình xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cái miệng của mình bắt đầu nó cứng, nó ngọng rồi các bạn. Đây là sự trải nghiệm đứng ở ngoài gần 20 phút chứ không phải là 20 tiếng đâu các bạn, chịu không nổi đâu. Nó rất là lạnh các bạn. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nó ngọng rồi các bạn, nó ngọng rồi, đi vô. Xin chào tạm biệt, bye bye.